Chào mừng các em đến với chương trình học của trường Trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm. Cô tên là Trần Thị Nguyên Thủy. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài Tứ giác nội tiết luyện tập. Như các em đã biết, theo định lý về sự xác định đường tròn, qua ba điểm không thẳng hàng, ta xác định được duy nhất một đường tròn. Nghĩa là ta luôn vẽ được một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác. Hay nói một cách khác, một tam giác bất kỳ đều nối tiếp được đường tròn. Có phải bất kỳ tứ giác nào cũng nối tiếp được đường tròn hay không? Để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 7. Tứ giác nội tiết, luyện tập. Chúng ta đi nghiên cứu về phần khái niệm của tứ giác nội tiết. Trong các hình vẽ sau, các tứ giác có mấy đỉnh nằm trên đường tròn. Như vậy ở hình 1, các em thấy 4 đỉnh ABCD nằm trên đường tròn O. Hình 2, 3 đỉnh MNV nằm trên đường tròn O phải, đỉnh Q là không nằm trên đường tròn O phải. Hình thứ 3, 3 đỉnh EFG nằm trên đường tròn Y, đỉnh H không nằm trên đường tròn Y. Tứ giác ABCD này nội tiếp đường tròn O. Tứ giác MNQ và EFGH không phải là tứ giác nội tiếp. Như vậy từ các hình cụ thể này, các em cho biết thế nào là tứ giác nội tiếp. Ta có định nghĩa sau: tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn, gọi tắt là tứ giác nội tiếp. Các em vẽ hình và ghi bài vào. Các em hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp trong hình sau. Có mấy tứ giác nội tiếp như vậy? Các tứ giác nội tiếp là ABCD. Cô in đậm cái màu tím này nè. Tứ giác ABCD. Thứ hai là tứ giác ACDE. Thứ ba là tứ giác ABDA. Tiếp theo, em hãy dự đoán về số đo của góc. Em hãy dự đoán về tổng số đo hai góc đối diện của một tứ giác nội tiếp. Cô sẽ cho các em xem cái mô hình sau đây để cho mình dễ dự đoán này. Cô cắt góc C ra để gần góc đỉnh A. Đó. Ngay cái đỉnh A đó. Cái hình thứ hai nó không phải là tứ giác nội tiếp nè. Cô cắt đỉnh Q ra. Cô để nó gần đó. Như vậy, qua cái mô hình này, em có dự đoán gì về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp nè? Góc A cộng góc C là bằng 180 độ. Góc N cộng góc Q nó bé hơn 180 độ. Còn góc G cộng góc A là nó lớn hơn 180 độ.
Như vậy, từ cái mô hình cụ thể này, ta suy ra được tính chất của tứ giác nội tiếp. Định lý: trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ. Bây giờ mình vận dụng và làm cho cô bài tập sau đây. Áp dụng biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Em hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau. Vận dụng tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp. Có góc A thì các em sẽ tìm ra được góc C. Có góc B, các em sẽ tìm ra được góc D. Tương tự như vậy, có C thì ta sẽ tìm được góc A, có góc D thì ta sẽ tìm ra được góc B. Tiếp tục, trường hợp thứ 3 là có số đo của góc A thì các em sẽ tìm ra được số đo của góc C. Còn người ta cho số đo của góc B là X thì muốn tìm được số đo của góc D thì các em thực hiện là lấy 180 độ trừ cho x. Trường hợp thứ tư, có số đo của góc B, em sẽ tìm ra được số đo của góc D. Còn người ta không cho gì cả, có nghĩa là góc, nếu như góc A là bằng y thì số đo của góc C là bằng 180 độ trừ y. Trong đó là x và y là đều lớn hơn 0 độ và bé hơn 180 độ. Kinh nghiệm sử dụng thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 điều trị đau bụng kinh chết đi sống lại trên 60% phụ nữ trẻ. Các em qua phần 3 nhỏ, định lý đảo. Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180 độ thì tứ giác đó là tứ giác nội tiếp được đường tròn. Và định lý đảo này, phần chứng minh người ta tinh giản. Các em, định lý này được công nhận, không cần chứng minh. Bây giờ em hãy vận dụng định lý đảo này để làm bài tập sau đây cho cô. Cho tam giác ABC có H là trực tâm, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn, vì sao? Ở trong hình vẽ có rất là nhiều tứ giác nội tiếp được đường tròn. Tứ giác thứ nhất là tứ giác BLHK nội tiếp đường tròn O1. Đó, cô vẽ đường tròn ra cho các em thấy. Vì góc L cộng góc K là bằng 90 độ, cộng 90 độ là bằng 180 độ. Tứ giác thứ hai là tứ giác ALHM nội tiếp đường tròn O2. Vì góc L cộng góc M bằng 90 độ, cộng 90 độ là bằng 180 độ. Tứ giác thứ ba là tứ giác CKHM nội tiếp đường tròn O3. Vì K cộng M là bằng 90 độ, cộng 90 độ bằng 180 độ. Các em suy nghĩ xem còn tứ giác nào trên hình vẽ, còn cái tứ giác nào nội tiếp được đường tròn nữa hay không? Đó. Bây giờ nếu như cô nối hai điểm L và M lại, ta có tứ giác BLMC. Các em xem thử tứ giác này có nội tiếp được đường tròn hay không? Xem nè, ta có tam giác BLC là nội tiếp đường tròn đường kính BC. Vì đây là tam giác đặc biệt, tam giác vuông.
Tương tự ta có tam giác BMC cũng nội tiếp đường tròn đường kính là BC. Như vậy từ đó mình sẽ suy ra được tứ giác BLMC nội tiếp đường tròn đường kính BC. Tương tự như cái hình này, các em xem nữa, còn có tứ giác nào nội tiếp đường tròn nữa hay không? Tứ giác ALKC nội tiếp được đường tròn đường kính là AC. Rồi tiếp tục tứ giác ABKM cũng nội tiếp đường tròn đường kính BC. Qua bài học thì mình sẽ rút ra được các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Cô sẽ thống kê lại các dấu hiệu này, các em theo dõi nè. Dấu hiệu thứ nhất là tổng các góc đối, tổng hai góc đối bằng 180 độ. Tứ giác mà có tổng hai góc đối bằng 180 độ, đây là mình dựa vào định lý đảo. Và bên cạnh là cô cho cái hình vẽ đặc biệt tổng hai góc đối này bằng 180 độ, và đặc biệt là mỗi góc là bằng 90 độ đó. Vì cái hình này các em hay gặp nên là cô vẽ để cho các em dễ hiểu. Hình này các em hay gặp trong trong việc các em chứng minh tứ giác nội tiếp đó. Thứ hai là tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó, là dựa vào cái hiệu quả ở cái định lý đảo này. Các em nhìn nè, đây các em nhìn nè, ta có ngay cái đỉnh A này, cô có hai góc, hai góc này là hai góc kề bù và cộng lại là bằng 180 độ này. Mà nếu như cái góc A ngoài này này, góc A nó bằng với góc C thì có sẽ suy ra góc C cộng với góc A ở trong hay bằng 180 độ, suy ra tứ giác này nội tiếp. Là tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh này bằng góc trong tại đỉnh đối diện của đỉnh đó, bằng với góc trong tại đỉnh đối diện của đỉnh đó, đó là hiệu quả. Nếu như cái phần này mấy em khó nhớ á, nếu như cái dấu hiệu 2 này các em khó nhớ là các em chuyển qua cái dấu hiệu 1. Như vậy sau khi các em chứng minh cái góc A ở ngoài này bằng với góc C rồi, thì các em ghi thêm vài dòng nữa, ta có góc A, hai góc A đi cộng lại bằng 180 độ, suy ra góc C cộng với góc A ở trong này, góc BAD đi cũng bằng 180 độ, nên sẽ suy ra tứ giác này là tứ giác nội tiếp, là mình dựa vào cái dấu hiệu thứ nhất á, là tổng hai góc đối bằng 180 độ. Có dễ nha, các em không cần nhớ cái dấu hiệu thứ hai này cũng được, nhưng mà cô viết, cô thống kê lại, nếu như em nào hiểu nhanh thì ta có thể ghi nhanh, ở trường hợp thì ta kết luận liền vẫn được. Thứ ba là tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm cố định. Như vậy cái này là mình dựa vào định nghĩa này, bốn đỉnh liên cách đều điểm O nên suy ra bốn điểm này nó tạo thành một cái tứ giác nội tiếp đường tròn O. Đó là ta dựa vào định nghĩa rất là dễ. Rồi cách thứ tư là tứ giác có hai đỉnh kề nhau liên tiếp cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một cái góc alpha không đổi. Đây là dựa vào cái cung chứa góc. Đó, cô vẽ cụ thể nè, hai cái đỉnh kề nhau là đỉnh B và đỉnh A cùng nhìn BC, cùng nhìn DC dưới một góc bằng nhau là góc alpha này, thì ta có tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Cái này người ta gọi là dựa vào cái cung chứa góc. Bây giờ các em vận dụng kiến thức đã học để làm cho cô bài tập 5-6 sách giáo khoa trang 89 này. Người ta cho hình vẽ, em hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD. Bài này để giải cho nó
nó nhanh gọn á, thì các em gọi cái góc BCA bằng với góc BCS bằng x, vì hai góc này hai góc đối đỉnh, ta gọi tan bằng x cho nên mình dễ trình bày. Rồi bằng x. Bây giờ các em sẽ đi tính số đo, đi tìm mối liên hệ giữa cái góc ABC và góc ADC với nhau và với x nữa. Và với x nữa. Như vậy em tìm mối quan hệ đó, suy nghĩ một chút. Góc ABC nó liên hệ gì với cái x đó? Góc ABC nó liên hệ gì với cái x đó? Và góc ABC và góc ADC có liên hệ gì với nhau hay không? Như ra trên hình vẽ người ta cho cái hình như thế, mình suy ra được gì hay không? Theo tính chất góc ngoài của tam giác thì các em có được góc ABC là bằng 40 độ cộng x, góc ADC là bằng 20 độ cộng x. Từ đó mình sẽ suy ra góc ABC cộng với góc ADC là bằng 60 độ cộng x. Tiếp tục ta có mối liên hệ giữa hai cái góc ABC và góc ADC này là tổng số đo của chúng là bằng 180 độ. Dựa vào tính chất của tứ giác nội tuyến. Vì tứ giác ABCD là tứ giác nội tuyến. Ta sẽ suy tiếp ra là 60 độ cộng 2x là bằng 180 độ. Từ đó các em sẽ suy ra x là bằng bao nhiêu độ đó. Vậy x bằng bao nhiêu độ? Suy ra 2x bằng 120 độ và suy ra x bằng 80 độ. Có được số đo của góc x rồi thì các em dễ dàng tính được số đo của góc B và góc D của tứ giác ABCD. Đó, như vậy ta sẽ suy ra góc ABC là bằng 40 độ cộng với x á, mà x bằng 60 nên mình thế số vào là bằng số đo của góc ABC là bằng 100 độ và số đo của góc ADC là bằng 80 độ. Mà có số đo của x rồi nè, x rồi các em sẽ tính dễ dàng tính ra được số đo của góc C thôi. Góc BCD dễ dàng là bằng 180 độ trừ x là bằng 120 độ. Mà có được số đo của ba góc rồi thì các em cũng dễ dàng tính ra số đo của góc A, hay là dựa vào tính chất của tứ giác nội tiếp thì có số đo của góc C rồi, ta dễ dàng tính ra số đo của góc A là lấy 180 độ trừ góc BCD là bằng 180 độ trừ 120 độ ra là 60 độ. Như vậy ta đã tính được các góc của tứ giác ABCD dựa vào hai kiến thức quan trọng: một là tính chất tiền góc ngoài của tam giác, hai là tính chất của tứ giác nội tiếp. Tiếp tục các em làm cho cô bài tập sau đây, bài 57 sách giáo khoa 189. Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình thang vuông, hình thang cân và vì sao? Bài là hình chữ nhật, hình vuông và hình thang cân có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ nên nội tiếp được đường tròn. Còn hình bình hành, hình thang và hình thang vuông là không nội tiếp đường tròn. Tổng kết lại, các em vẽ cái sơ đồ tư duy của tứ giác nội tiếp cho cô, nắm cho cô phần định nghĩa này, phần định lý này. Định lý thì có định lý thuận và định lý đảo đó. Là các em nắm cho cô dấu hiệu nhận biết của tứ giác nội tiếp. Có bốn dấu hiệu đó. Các em về nhà vẽ cái sơ đồ tư duy này vào vở, vẽ vào để mình nắm bài cho nó kỹ. Bài tập về nhà, về nhà các em học và hiểu định nghĩa của tứ giác nội tiếp, định lý đảo, nắm được các dấu hiệu nhận biết của tứ giác nội tiếp, vẽ lại sơ đồ tư duy và làm vào vở
bài tập 53, 54, 55 sách giáo khoa 189 cho cô đọc trước bài mới. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em.